buồn ngủ dữ là kéo ngủ. Nhưng mình không rõ lắm nữa. Hồi trước buồn cái đợt đấy còn kinh nữa cơ. Đây là đỡ nhiều rồi. Quá là cả bà cả mẹ chả đến như thế này. Chị mấy mấy đang xoay đầu nó xoay để nó trở về đi. Nó phải để tóc nó dày lên thì không biết đây là tóc nó đang. Con này cũng vẫn bị mà hai đầu hai chị cũng hết nhau luôn. Thế này cũng hết, cũng mặt bên này thôi. Đấy, con nhỏ cũng cái này, mẹ đến mũ. À, hôm qua ăn ngon nhất.